và ăn phe không ai thành tôn quan ơi, và phép ai thầy sùng ngân cũng vượt để dày cũng qua tiến lễ sơn trang bái kiến thiên quan thời ký cô hồn
khắp cờ bản mệnh gia nội bình an lộc tài vừa tiến duyên sinh trường họ sơ kim ma kim thần mộc ân thanh đồng như ngọc đức tự giác cũng bản mệnh sinh giác họ như hành chân lục hoặc tam tuế đại tâu dẫn trình du đệ tử thanh đồng dương văn quan từ trần bản mệnh sinh lương giác bất hiền thành canh nhị thập tam tuế hiệp đồng cam chi bản mệnh tiến cũng đẳng thờ cũng họ sĩ khang ninh bảo gia trung đa tác thanh tức nhật ngưỡng tam thanh thính phủ giám hàm tâm ngôn niệm thần đẳng bao sinh bạch ốc lạc thuộc thanh đồng số thi định ngu thiên cung mệnh thực căn ngư từ phủ y cử nhất tâm tưởng phong mà càng quay vi tư nhân thu tiết trí thì cung hành trình lễ do thị kim nguyệt các nhập tu thiết hương bất kim ngân hình nhân long chu tượng mã hoa thuyền tịch cúng phu trần phụ nữ sơ văn tiền thân ngược tấu cung huy thiên phủ chi tôn kim quyết ngọc hoàng huyền cung thao thượng đế ngọc bệ hạ địa chi tôn bắc ngọc ngọc đại đế ngọc bệ hạ thủy phủ chi tôn phủ ta cam tâm đại đế độc đình bát hải long vương định nguyễn hạ nhà phủ chi tôn đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế quân ngọc động hạ thiên địa thủy nhạc thiên tam hòa vương mẫu ngũ vị hoàn thái tử vương tham chư vị không sai cai đồng thủ mệnh tôn chúa định phục nguyện các giá hội đồng chư tôn chắc giang thông dung giá ngự thứ tự quang lâm tá cầu thông truyền hội đồng chuẩn nam vì đệ tử kim nhật thừa hư tưởng vọng truyền phong vân tâm tính viên linh trường thời hợp cách thành đồng khai nhẫn nhiên thông truyền chỉ phán nhất tân kiến pháp vạn bội thừa nhan đắc mộc thông ân bất thăng thiết huyết bình trên chi trí cần sơ thiên vận tính thân liên bát nguyệt thượng phần sơ phúc sinh nhật thần tố thủ hà nam thượng tấu trường sinh chư phú chư quý khang ninh thọ trường phi cho xúc manh khang cửa lòng thành
trên quan lân tre trong ngoài. Tiền niên xuất thủ trình đồng trí tư, kim đặt tu thiết đàn duyên tiệu phu bản đờ, cờ vì sáng tạo, khất cầu sắc cấp thanh đồng. Anh em ta chắc đáng lịch tử chứng đáng đàn duyên, trên thượng đấu đế đỉnh dưới hạ trình lăng cung, biến hung thành cát cải họa vi tưởng cuông phủ cho họ Dương được vận hạn giải trừ tai ương viễn đấu, yên ngôi chính vị chúng nhân ái kính. Để phụ sự cửa tinh thần tam tứ phụ cửa mẫu cửa anh em ta được hãng triệu xế bóng là chứng tâm cho bản hội chư gia chư nhân được bình an khang thái, xã tắc thường cường thường thịnh, dân thôn bản hạt được hữu thuận phong điều ạ. Không thừa sang lệnh vũ ban ban đình thần tam tứ hổ không ai